Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tập nát trụ, là một trong những cái nát mình gọi là cơ bản nhất trong cái bộ nát, vì nó cũng dùng tương đối nhiều và cái kỹ thuật của nó sẽ áp dụng được nhiều cho những nát sau. Cho nên những nát đầu tiên này mà chúng ta tập kỹ á thì những nát sau chúng ta đi rất là dễ. Nó giống như là nát trụ, là giống như là chúng ta cứ tưởng tượng là nó là những cái móng đi. Luyện này kỹ quen thuần thục thì chúng ta lên xây nhà xây mái rồi rất là dễ. Thì đối với nát trụ của mình thì nó sẽ có ba cái phương chính mình muốn hướng dẫn. Ba phương chính đó là, đầu tiên là chúng ta có phương dọc, thứ hai là phương ngang, và ba là phương xiên. Nó là nó chính là vì đây, vì những cái hướng này là sau này chúng ta dùng phạm vi chữ thì nó cũng nằm ở chừng này thôi. Nó có xiên thì xiên qua một chút thì chúng ta cứ thay đổi. Thì viết nét trụ này thì khi chúng ta viết theo phương nào thì chúng ta đặt bút nằm trên phương đó. Đây, đặt bút nằm này, chúng ta nằm này. Đấy, cái bút chúng ta hướng này, nằm trên cái phương này. Phương xiên thì chúng ta đặt bút nằm phương xiên này. Phương ngang thì chúng ta đặt bút nằm phương ngang. Đấy. Tiếp theo, đối với phương dọc á, ví dụ như đặt bút được kìa, nằm lên phương dọc này, dòng này. Sau đó chúng ta sẽ di trái di phải một chút, di trái di phải dòng này. Sau đó vừa giữ vừa kéo. Đó. Khi gần kết thúc chúng ta lại hạ lần lần xuống. Này kia mình sẽ viết lại, chúng ta dần dần đây này, vừa giữ bút và vừa kéo, chúng ta là thực hiện đồng thời hai phương đó. Khi gần tới cuối chúng ta hạ xuống lại chặn, chúng ta giữ lên xong một nét trụ. Thì nét trụ này nó sẽ có kỹ thuật như sau: nó sẽ đối xứng qua một trụ ở giữa, hai cái nét động hay đào, động hay đào này sẽ tới đoạn chuyển xước và đoạn xước hoàn toàn. Vì đây mình nó là một này, một hai hai ba ba đấy, là sẽ đối xứng qua một cái trục như này. Thì nó gồm phần động này, phần động hay đào, phần chuyển xước tới phần xước. Bây giờ mình biết là món nát khác nó sẽ rõ hơn này, sức mạnh hơn này, sức mạnh hơn thì chúng ta giữ bút cao hơn đấy. Đây. Thì đối với nát này như thế nào, là khi chúng ta viết động mà chúng ta chuyển qua nát xước liền này, nó không có cái nát chuyển xước thì cái nát của chúng ta nó sẽ không đẹp. Khúc kết thúc thì chúng ta có nó đậm này, có nó chuyển xước này, rồi tới phần xước thì như thế này nó sẽ ổn hơn. Này khúc đào này nó sẽ không đẹp vì chúng ta giữ nhanh quá, chúng ta giữ chậm lại. Đây. Giữ giữ cái này, giữ chậm này. Hạ xuống lại. Tiếp tục. Giữ 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 kéo, đồng thời hai phương. Hạ xuống, kéo từ xuống. Rồi các bạn xem lại kỹ thuật chúng ta tạo cái nát đầu tiên. Vì mới ban đầu nên mình không bày các bạn cách viên bút, sau cái cách nát này mình sẽ bày cách viên. Nhưng mà cách đầu tiên chúng ta làm được liền nên thì mình sẽ thích hơn, sau này chúng ta sáng tác nó dễ đó. Mình sẽ bày cách này ha. Sau này chúng ta sẽ cách viên như này này. Viên trước rồi chúng ta làm lại, chúng ta kéo. Thì nó cũng đẹp. Chưa? Nhưng bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách không cần viên để sau này chúng ta đi những nét khác nó đẹp hơn. Đây, còn ý này, chúng ta để bút xuống này, sau đó chúng ta xòe trái xòe phải, vừa xòe chúng ta vừa rị nhẹ nhẹ xuống. Sau đó chúng ta vừa giữ bút lên và vừa kéo, chúng tôi thực hiện đồng thời hai động tác thì khi đó nó mới có chuyển đều được. Lại này. Thì cái nét của chúng ta nó chuyển tròn nhẹ nhẹ xuống như này thì được, nó sẽ ổn. Còn mà chúng ta mà chuyển gấp quá hoặc là chúng ta làm nó giống cái xương sẩu quá thì nó cũng không đẹp. Rồi các bạn xem là kỹ thuật này, kỹ thuật mà chúng ta tạo cái nét ban đầu này. Đó, là tạo xuống này, ta xoay trái, vừa xoay ta vừa dàn như vậy xuống dưới này. Đấy. Thì các bạn để này, khi chúng ta chặn xuống thì cái lông bút nằm ở đây này, mà khi chúng ta khởi bút để bút là lông bút nằm đây, hoặc là kéo cái lông bút xuống tới nằm ở dưới này, được chưa? Đó, ví dụ mình làm này, xong mình dần 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 xuống, rồi vừa giữ vừa kéo này. Cái tạo xước là gì? Đó là chúng ta giữ bút lên, chúng ta kéo là nó có xước này, được chưa? Mà cái này chúng ta giữ cao quá, chúng ta kéo thì nó sẽ bị cái đầu tròn và nó chuyển này không như mực, cho nên chúng ta phải làm cả hai động tác, đó là vừa di chuyển này, vừa di chuyển mà vừa giữ lên vừa kéo này, đấy. Các bạn hiểu ý không? Làm một lần nữa này, chúng ta sẽ xòe dần này,
tới đây được rồi, chúng ta vừa giữ vừa kéo hạ xuống ngầm tới cuối, chúng ta hạ xuống lại cái đè này. Thì cái lực tạo cái hình thù như nào thì có kỹ thuật này, cái tạo hình thù mình thích thôi. Cái này mình làm cái nét cương nó đều nha này, đấy, hạ bên thành đều hơn xíu nữa. Tùy cái lực mình dùng, cho nên bạn nào mình tập thì mình cứ như nào mình thích là được, đấy. Chưa, rồi. Rồi bây giờ mình sẽ viết một cái nét nó chuẩn hơn một chút để mọi người dễ hình dung. Tại vì trong lúc chúng ta làm cho nó thì nó chưa được trọn vẹn lắm. Và khi chúng ta quay góc cận cảnh thì cho mọi người nhìn kỹ thuật và mọi người hiểu hơn thôi, chứ còn về nhìn thì nó sẽ không có đúng nét lắm nha. Đấy, mình xem lại này, trụ của mình ha, phương dọc trước này, mình để phương dọc ngang này, xè vừa chúng ta vừa dằn ra, vừa giữa vừa kéo này. Đấy, hạ xuống lại. Đó, thì khi chúng ta làm ra một cái đầu, cái khởi bút và cái kết thúc bút nó cũng cái nét tương đối đều nhau là được. Và nhớ là chúng ta phải nhớ đối xứng nha. Tương tự chúng ta sẽ có cái nét xiên cũng tương tự luôn, ta để ngay xiên này, ta nằm vừa dài này cái này và vừa kéo, vừa dở vừa kéo này. Okay. Tiếp tục có phương ngang, chúng ta để nằm phương ngang này, vừa dở vừa kéo này. Với nét này thì mọi người sẽ hiểu là chúng ta tạo xước lên này, chúng ta dễ bút lên thôi. Nên có nhiều bạn, nhiều người chúng ta không có tạo xước được vì chúng ta không hiểu cái đường đi của lông bút á. Này chúng ta khi chúng ta mà kéo nguyên á thì nó sẽ đậm luôn nè. Đấy. Nhưng mà chúng ta giữ cái đít bút lên thôi. Giữ đít bút này nè, và chúng ta giữ cái kéo này. Nó sẽ xước. Đấy. Xong hạ xuống lại. Di từ từ xuống. Thì có nhiều người á, chúng ta khởi bút như này ha. Chúng ta đi nét trụ. Xong tới đây chúng ta cập xuống liền mắt là không đẹp. Tại vì cái đoạn này chúng ta không có cái chuyển xước. Tương tự chúng ta đây này, chúng ta giữ nhanh quá. Đó. Không này đẹp, cái dìu xuống mà chúng ta chặn xuống, ta giữ lên cao quá, ta kéo luôn quá thì nó sẽ bị cục này. Cho nên những cái này là chúng ta, cái điểm này chúng ta khắc phục được. Tại vì nó theo kỹ thuật. Cho nên sau này mọi người mà biết sáo về chỗ nào thì chúng ta sẽ xem lại cách viết. Đó, để kéo này, nó sẽ đều. Gần tới cuối rồi chúng ta đừng có hạ xuống liền mà chúng ta dìu nhẹ nhẹ xuống tới khi chúng ta bè ra. Đây. Vừa dễ dễ kéo này, sẽ hạ xuống này. Xong có nét trụ cơ bản về nó sẽ về ba cái phương chính như vậy.